Con chào Khôi, bây giờ mời cô nhắc lại 20 từ vựng chúng ta học nào. Từ đầu tiên. Từ đầu tiên là beo, có nghĩa là gì nhỉ? Cái chuột. Rồi, tiếp theo. Beo lì. Nghĩa là? Cái bụng. Tiếp theo. Một đôi giày ống. Bên à, chúng ta có từ boot, nghĩa là? Nghĩa là? Đồ, có nghĩa là giày. Giày ống. Ok, tiếp theo. Trên trồng sách, a book, có nghĩa là? Trồng sách. À, có nghĩa là cuốn sách nha. Được chưa? Book, cuốn sách. Rồi, tiếp theo. Từ thứ năm là từ gì nhỉ? Con gì, đá quả gì? Quả bóng. Quả, chúng ta có từ gì? Bow. A bow, có nghĩa là? Quả bóng. Ok, tiếp theo, từ gì nữa Khôi? Từ gì nữa Khôi nhỉ? Từ gì nhỉ? Con gì bay xung quanh thùng rác? Bi. À, bi có nghĩa là? Con ong. Ok, tiếp theo. Ở trong lều có một cậu. Cậu bé. Cậu ấy có cái gì? Belong. Chúng ta có từ? Belong. Có nghĩa là? Thuộc về. Tiếp theo. Từ gì nữa nhỉ? Một người phụ nữ. Bị bẩn. Ngồi đốt lửa để sưởi ấm. Chúng ta có từ gì? Burn. Nghĩa là? Đốt lửa. Ok, rồi. Cảm ơn Khôi. Tiếp theo. Con nhớ không? Một con chó ngồi chổng mông. Chổng mông. Rồi, như nào nữa? Chúng ta đuổi nó đi nó. À, phải đánh vào mông nó để đuổi nó đi nhưng mà nó toàn bị bật ra. Nhưng nó có từ gì nhỉ? Bật. Có nghĩa là? Mông. À, cái mông. Rồi, tiếp theo. Thứ tiếp theo. Em bé. Bế. Viên. Bi. Chúng ta có từ? Bế bi. Baby. À, baby nghĩa là? Em bé. Rồi, cảm ơn con. Tiếp theo. Từ 11 là từ gì nhỉ? Anh chàng bế quả cà tím đứng bên bếp nướng. Nào, từ bế cà hay là từ gì nhỉ? Bake. Bake nghĩa là bế cà nướng nha. Rồi, tiếp theo. Em bé ngồi trong chơi với. Nào, từ bè có nghĩa là? Ok, tiếp theo. Thiên thần bay lên chào. Chúng ta có từ bài. Nghĩa là chào. Rồi, ok, tiếp theo. Thiên thần bay đi đâu? Mua bài. Mua bài, chúng ta có từ bài. Nghĩa là? Nghĩa là gì nhỉ? Mua bài. À, mua, chính xác. Tiếp theo. À, một quả táo bay lơ lửng. Và một con chó bay lên. Chúng ta có từ gì? Bay. Táo. Chúng ta có từ bite. Có nghĩa là cắn. Cắn. Đúng không? Rồi, tiếp theo. Con nhớ một cái giỏ không? Trong cái giỏ đấy thì có ba con gà. Chúng ta có từ gì? Ba gà. Hay là bag? Bag. Nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Nói to lên nào. Cái. Túi. Đúng không? Tiếp theo. Con nhớ con robot không? Con đấy, con robot nó ngồi gì? Nó làm gì? Nó ngồi quay lưng lại. À, rồi có cái gì nữa? À, bao quả cà trên lưng. Chúng ta có từ gì con? Hả? Ba cà hay là bag? Bag. Có nghĩa là gì con? Bag. Có nghĩa là à, chính xác. Rồi, tiếp theo nào. Con có nhớ cái biển báo cấm không? Ở biển báo cấm có cái gì nhỉ? Bàn. À, có cái bàn. Đúng không? Người ta để đấy để làm gì? Để biển báo đấy để cấm không cho người khác sử dụng bàn đấy. Chúng ta có từ gì con? Bàn hay là ban? Ban.
nghĩa là cẩm, cẩm nhá, con nhớ nhá. Rồi tiếp theo, ở trên bàn ăn có cái gì nhỉ? À con cú có cái gì? Áo và có cái gì nữa? Cái dù, cái ô. Chúng ta có từ gì? Áo, ô. Owl. Owl. Nghĩa là chim cú. Chim cú. Nhắc lại cho cô một cái từ này nào. Owl. Owl. Rồi, tiếp theo. Từ cuối cùng là từ gì con? Con nhớ cái chân giả không? À, có cái chân giả đúng không? Và ở trên cái mắt cá chân thì có cái gì? Có con? Cá. À, con cá, con khô cá. Một người đàn ông thì? Thèm ăn khô cá. Thèm ăn khô cá, chúng ta có từ gì? À, ăn khô hay là từ gì? Ankle. Có nghĩa là? Mắt. Mắt cá chân. Ankle. Rồi, cảm ơn con. Về nhà con ôn lại bài nhá.